Chiến sự Ukraine ngày 27 tháng 7, Nga bao vây lực lượng của Kiev ở Bắc Adyka. Tổng thống Ukraine chỉ rõ mặt trận khó khăn nhất, ra mệnh lệnh cứng rắn. Ít nhất 7 chiến đấu cơ Su-35 Nga đã bị bắn hạ ở Ukraine kể từ đầu năm. Cựu Ngoại trưởng Pompeo đề xuất ông Trump kế hoạch về Ukraine. Tại phía Bắc Prodis, trên mặt trận Adyka, các đơn vị của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine đã rơi vào vòng vây của quân đội Nga, hầu hết binh sĩ Kiev đều không thể thoát ra. Tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine ở Adyka tan vỡ. Theo hướng Kuprian, quân đội Nga được cho là đã phát triển thêm 600 đến 1.000 mét về phía tây Novolisky, dọc theo các cánh đồng. Ngoài ra, sư đoàn xe tăng số 4 đã xông vào Stelmakhika và chiếm được nhiều vị trí hơn trong làng. Tại Torres, lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn làng Zalini, được xác nhận bởi cảnh quay bằng máy bay không người lái FPV của Ukraine. Vài chục binh lính Ukraine có thể vẫn cố thủ tại trung tâm và đang bị bao vây. Ở New York, quân đội Nga đang phát triển đều về phía tây nam dọc theo các cánh đồng, áp sát hơn các làng. Theo hướng Adyka, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển và đang đánh sập những công sự cuối cùng trước tuyến phòng thủ Podolsk. Mỗi xung kích của họ đã tiến đến ngoại vi các làng Vesti và Ivanika. Một khi những cứ điểm cuối cùng này tan vỡ thì đường đến Podolsk của quân đội Nga sẽ mở rộng. Theo báo cáo của truyền thông phương Tây, lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Ukraine đang phải đối mặt những vấn đề nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị. Lực lượng Kiev đã tấn công bằng HIMARS, phá hủy được hệ thống tên lửa phòng không Buk của đối phương. Cuộc tấn công bằng tên lửa khác nhằm vào sân bay trên bán đảo Crimea được cho là gây ra hỏa hoạn. Đổi lại, Moscow tấn công kho dầu và kho chứa thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk bằng UAV. Nga chính thức bao vây lực lượng Ukraine tại Prudis. Lực lượng Moscow đã kiểm soát Vorchyn. Các chiến binh Ukraine cuối cùng đã rơi vào cái vạc tại phía bắc Prudis trên mặt trận Adyka. Cụ thể, quân đội Nga phát huy đà thắng lợi để đạt được những thành công mới và kiểm soát hoàn toàn làng Vorchyn. Ở phía bắc của những khu định cư này, lực lượng Moscow đã bao vây tiểu đoàn của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine. Hai đại đội của đơn vị này đã rơi vào nồi hầm và hầu hết binh sĩ của họ đều không thể thoát ra. Từ Prudis, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc theo đường sắt về phía Zeleny và đến Vestilori. Nhưng khó có khả năng họ sẽ tạo ra bước đột phá mới nếu không tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn, kiểm soát Ivanovka và Vesli. Các trung tâm chỉ huy và trung tâm liên lạc của lực lượng Kiev có lẽ đã rút chạy khỏi Zeleny và do đó không cần phải vội vàng. Nga vượt kênh đảo Sverkai Donetsk, Donbass ở Chashovya. Lực lượng Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu tại vùng Kharkov cũng như vào kho đạn dược tại nhà máy Kramatorsk thuộc vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát. Trên trục Kupiansk-Tarnov, sau khi các cuộc giao tranh, các đội xung kích của Nga đã tiến vào, nhưng họ đã rút lui một chút tại làng Artemivka. Theo hướng Bakhmut, các đơn vị Moscow di chuyển về phía bắc Chashovya và băng qua kênh đảo Donbass trên vài khu vực. Trên trục Alexandro Kalino, các trận chiến đô thị vẫn tiếp diễn, trong đó Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi một số vị trí thuộc Artemovo và vùng lân cận. Tại Podolsk, giao tranh vẫn đang diễn ra tại khu vực Lozhuvaka, trong khi các đơn vị tiên phong của Nga đang di chuyển về phía tây sông Vochia. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công dữ dội Podolsk nhưng phải trả giá đắt. Báo cáo tính đến 22 giờ ngày 26 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, 107 cuộc đụng độ đã diễn ra, trong đó nóng nhất là hướng Podolsk với 30 cuộc tấn công của Nga. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày đã xảy ra 107 cuộc giao tranh, đối phương đã tiến hành 46 cuộc không kích và 466 cuộc tấn công bằng UAV, thực hiện 3.163 cuộc tấn công bằng pháo binh và các loại vũ khí khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Lyman, Stovetsk, Kramatorsk, Todis, Kudakovsky, Vremovsky và Odekov. Đối phương đang tấn công dữ dội nhất theo hướng Podolsk. Họ đã thực hiện 30 cuộc tấn công, gần một nửa trong số đó đang tiếp tục gần các khu định cư. Moscow đang phải trả giá đắt cho những nỗ lực tiến quân theo hướng Podolsk. Tổn thất của đối phương đến nay là 187 người chết và bị thương, 3 xe tăng, 1 khẩu pháo, 2 xe bọc thép, 14 xe cơ giới và 2 xe máy đã bị phá hủy,
Trong số các thiết bị hư hại của đối phương có một khẩu pháo tự hành 2S1, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 xe ô tô, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố thống kê. Ukraine tấn công quy mô lớn bằng UAV vào khu vực Bryan. Bộ Quốc phòng Nga và Thống đốc khu vực Bryan của Liên bang Nga Alexander Bogomaz đã báo cáo về một cuộc tấn công lớn được cho là của UAV Ukraine. Theo ông Bogomaz, một số quận của thành phố Bryan đã phải hứng chịu cuộc tấn công lớn. Trong vòng 1 giờ, các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy thêm 12 UAV. Trước đó, ông Bogomaz đã thông báo về 2 UAV đã bị bắn hạ trên khu vực Bryan. Cùng lúc đó, Thống đốc Nga tuyên bố rằng không có thương vong hoặc thiệt hại nào xảy ra sau cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan ứng phó khẩn cấp và tác chiến hoạt động trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về cuộc tấn công của 21 UAV được cho là của Ukraine và khu vực Bryan. UAV Nga tấn công một số khu vực của Ukraine. Không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa từ UAV của đối phương đối với một số khu vực ở nước này. Vào lúc 0 giờ 6 phút ngày 27 tháng 7, báo cáo cho biết UAV Nga đang di chuyển từ phía đông bắc của khu vực Nikolai về phía Kirovograd. Sau đó, hướng di chuyển của UAV Nga được cập nhật liên tục tại các vùng Palograd, Dnipro, Kharkov, Donetsk. Lúc 2 giờ 4 phút, không quân Ukraine thông báo UAV xuất hiện trên phía đông khu vực Kirovograd, hướng đi liên tục thay đổi. Kết quả và hậu quả của đợt tấn công đang được làm rõ. Nga đã chiếm được Vochi. Các nhà phân tích có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine đã cập nhật bản đồ, lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm được Vochi thuộc khu vực Donetsk. Báo cáo có đoạn, đối phương đã chiếm được Vochi và tiến vào Yanovododoka, Granogorica, Dnipro-ka và Zelenodi. Thủ tướng Ấn Độ có kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8. Dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8 lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ. Chuyến thăm Ukraine của ông Modi nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Một số nguồn tin trong giới ngoại giao Delhi đã xác nhận điều này. Đầu năm nay, Tổng thống Zelensky đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ và mời ông đến thăm Ukraine. Thủ tướng Modi cũng đã nói chuyện cùng ông Zelensky vào tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về tình hình Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ lưu ý đến đối thoại và ngoại giao. Trước đó đầu tháng 7, vào ngày Nga bị cáo buộc đã tấn công bệnh viện Omadev ở Kiev, ông Modi đã đến thăm Nga. Trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine và nói rằng không thể tìm thấy giải pháp trên chiến trường. Tổng thống Zelensky chỉ trích cuộc gặp của ông Modi với nhà lãnh đạo Nga Putin là đòn giáng tàn khốc vào nỗ lực hòa bình. Đáp lại, Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối về những phát biểu của Tổng thống Ukraine. Thủ tướng Romania không có khả năng bắn hạ UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine. Trong chuyến thăm đến vùng Bejiu, đông nam Romania, bình luận về mảnh vỡ UAV của Nga rơi xuống lãnh thổ nước này, Thủ tướng Romania giải thích rằng đất nước ông không có khả năng bắn hạ những UAV trên lãnh thổ Ukraine. Khi được yêu cầu bình luận về tình hình UAV của Nga, các mảnh vỡ của chúng đã được tìm thấy trên lãnh thổ Romania trong những đêm gần đây. Thủ tướng Romania nói, để bắn hạ UAV, chúng tôi sẽ phải nổ súng trên lãnh thổ Ukraine và tôi tin rằng điều này vẫn chưa được phép. Tôi chưa nghe nói đến bất kỳ quyết định nào về vấn đề này. Thủ tướng cho biết, theo dữ liệu trinh sát trên không, UAV của Nga gần biên giới với Romania tại khu vực sông Danube thường bị phía Ukraine bắn hạ. Vẫn chưa có nguy hiểm nào cho người Romania trong khu vực này. Người đứng đầu chính phủ Romania tự tin, đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp an ninh và tăng cường tuần tra không phận đã được thực hiện sau các sự cố đã từng xảy ra. Romania đã điều động máy bay chiến đấu F-16 khi Nga tấn công miền nam Ukraine bằng UAV. Bộ Quốc phòng Romania sau đó đã xác nhận rằng các mảnh vỡ được xác định là các bộ phận của UAV Green 1/2 có nguồn gốc từ Nga, đã được tìm thấy tại một trong ba địa điểm được xác định là nơi có thể bị rơi. Tổng thống Zelensky cho biết tình hình khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine là hướng Podolsk ở khu vực Donetsk và ra mệnh lệnh củng cố các vị trí tại đây. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi đang xem xét tình hình theo các hướng khó khăn một cách chi tiết với Bộ Chỉ huy quân sự, trước hết là hướng Podolsk ở khu vực Donetsk. Hướng này đã và vẫn là hướng chính của các cuộc tấn công của Nga. Tổng tư lệnh Alexander đã báo cáo hai lần hôm nay. Mọi thứ phải được thực hiện sẽ được thực hiện để củng cố các vị trí của chúng ta, khả năng của Ukraine trong việc gây ra những tổn thất hữu hình cho đối phương.
Theo Tổng thống Ukraine, vào thứ Sáu ngày 26 tháng 7, ông đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Umerov, người đứng đầu Bộ Quốc phòng đã báo cáo về các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine đang được chuẩn bị với sự phối hợp của các đối tác phương Tây. Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky biểu dương những người lính Ukraine đang tấn công các căn cứ và hậu cần của quân đội Nga trên vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Báo cáo tính đến 22 giờ ngày 26 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định Nga đang tấn công dữ dội nhất theo hướng Porov. Đối phương đã thực hiện 30 cuộc tấn công, gần một nửa trong số đó đang tiếp tục gần các khu định cư, cũng như là Zanododorka. Báo cáo viết quân đội Nga đang phải trả giá đắt cho những nỗ lực tiến về hướng Porov. Tổn thất của đối phương ở đây là 187 người thương vong, 3 xe tăng, 1 khẩu pháo, 2 xe bọc thép, 14 ô tô và 2 xe máy đã bị phá hủy. Trong số các thiết bị hư hại có 1 khẩu pháo tự hành 2S1, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 ô tô. Theo các nguồn tin từ Kiev và một số báo cáo của phương Tây, các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã bắn hạ ít nhất 7 chiến đấu cơ Su-35 của Nga kể từ đầu năm. Hiện Moscow chưa lên tiếng về thông tin này. Chiến đấu cơ Su-35 thường được các chuyên gia Nga ca ngợi là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến bậc nhất. Tuy nhiên, hiệu suất chiến trường của nó ở Ukraine đã gây ra nhiều tranh cãi. Lực lượng không quân vũ trụ Nga đã phải vật lộn để giành được ưu thế trên không so với Ukraine. Không phải vì Nga thiếu máy bay để làm chủ không phận tại xung đột Đông Âu, mà do các hệ thống tên lửa phòng không hiệu quả của phương Tây được cấp cho Ukraine. Theo các nguồn tin từ Kiev và một số báo cáo của phương Tây, các hệ thống phòng không của Ukraine được cho là đã bị bắn hạ ít nhất 7 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga kể từ đầu năm. Trong một khoảnh khắc đáng chú ý, người phát ngôn chính thức của nhà sản xuất Su-35 tại Kosomos đã thừa nhận vào tháng 3 rằng hiệu suất hoạt động của Su-35 trong xung đột Đông Âu đã không đáp ứng được kỳ vọng. Vậy điều gì đã xảy ra đằng sau sự kém hiệu quả đáng kinh ngạc của Su-35 kể từ đầu năm? Lý do được đưa ra là không phải do sức mạnh không quân Ukraine mà là chính phòng không của họ. Kiev đã sở hữu các hệ thống phòng không đáng gờm như Patriot, NASAM. Su-35 được thiết kế để chiến đấu chiếm ưu thế trên không, nhưng ở Ukraine hiện không có đối thủ nào tương xứng với nó trên bầu trời. Trong một số trường hợp, Su-35 phải hoạt động ở độ cao thấp, vì thế nó vô tình trở thành mục tiêu cho các hệ thống phòng không Ukraine. Việc Nga thay đổi chiến thuật bay thấp để tấn công mục tiêu đã khiến Su-35 dễ bị tổn thương trước mạng lưới hệ thống phòng không di động và cố định mạnh mẽ của Ukraine. Theo một nguồn tin của Nga được Matalida dứt dẫn, hệ thống phòng không uy lực của Ukraine là nguyên nhân khiến Su-35 hoạt động kém hiệu quả vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Mạng lưới này dày đặc các hệ thống phòng không tiên tiến trong không phận Ukraine là một thách thức đáng gờm, ngay cả đối với các máy bay hạng nhất như Su-35. Đến tháng 11 năm trước, quân đội Ukraine được cho là đã bắn hạ 5 chiếc chiến đấu cơ Su-35. Ngoài ra, các báo cáo ngay đầu năm 2024 chỉ ra rằng một đội tên lửa Patriot của Ukraine đã bắn hạ thành công thêm 2 chiếc Su-35 trong các hoạt động chiến đấu. Thêm vào đó, sai sót của phi công là một khía cạnh quan trọng khác cần lưu ý khi tính đến, khi Su-35 không phải là loại máy bay dễ điều khiển. Su-35 là loại máy bay tiên tiến đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn để có thể vận hành hiệu quả. Khi phi công thiếu đào tạo đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm có thể làm giảm đáng kể hiệu suất chiến đấu của máy bay. Một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của F-16 tại Ukraine có thể có lợi cho Su-35. Việc đưa Su-35 đối đầu với F-16 có thể giúp khôi phục lại danh tiếng của Su-35 đã phần nào bị ảnh hưởng khi thể hiện nhạt nhòa trong xung đột tại Ukraine. Nga đang tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu Su-35 và Su-57 để tăng cường năng lực hàng không vũ trụ. Vẫn chưa có con số chính thức những chiếc Su-35 Nga bị bắn hạ kể từ khi xung đột Đông Âu bùng phát, nhưng giới phân tích cho rằng con số có thể dao động trong khoảng 15 chiếc. Su-35 được thiết kế tại Moscow là máy bay siêu cơ động 2 động cơ có nguồn gốc từ Su-27 thời Liên Xô. Trong khi Su-27 được Liên Xô phát triển nhằm mục đích phát triển một máy bay chiến đấu mới có khả năng cạnh tranh với máy bay thế hệ thứ tư của Mỹ. Nguyên mẫu đầu tiên của Su-35 ban đầu được gọi là Su-27M, lần đầu tiên bay lên bầu trời vào đầu những năm 1980. Theo thời gian, nền tảng này đã phát triển thành Su-35 và được NATO gọi định danh là Flanker E. Su-35 Flanker E là một nền tảng mạnh mẽ và được trang bị vũ khí tốt nhất hiện nay của Nga. Máy bay chiến đấu này có thể mang theo tên lửa không đối không và không đối đất. Ngoài ra, Su-35 có thể khai bom dẫn đường bằng laser.
Ngoài ra, Su-35 cũng được trang bị pháo GSH-30-130mm đáng gờm, cũng như có thể mang theo các loại rocket do Nga phát triển. Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng gần 350 máy bay các loại của Nga đã bị phá hủy kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù con số này không thể xác thực, tuy nhiên, tài liệu và cảnh quay hoạt động của không quân Nga cho thấy sự suy giảm đáng kể trong đội của bay của nước này. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về các thông tin được đưa ra. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đề xuất cho cựu Tổng thống Donald Trump kế hoạch tìm kiếm hòa bình cho Ukraine, trong đó có điều khoản tăng cường trừng phạt Moscow và cho Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Cựu Ngoại trưởng Mỹ và chiến lược gia Urban đã đưa ra bản đề xuất với cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ông Pompeo là một trong nhiều nhân vật Đảng Cộng Hòa đang phác thảo chính sách cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump nếu cựu Tổng thống giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Trong bài xã luận đăng vào ngày 25 tháng 7, ông Markey và ông Urban lập luận rằng có nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump sẽ sẵn sàng tăng cường đáng kể sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine nếu được bầu làm Tổng thống. Theo hai người này, việc ông Trump cung cấp tên lửa Javelin cho Ukraine vào năm 2017 và quyết định không vận động hành lang chống lại việc thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi đầu năm nay báo hiệu cựu Tổng thống sẽ sẵn sàng thực hiện kế hoạch giúp nghiêng cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Kiev. Bài xã luận viết rằng một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau, trong đó bao gồm tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga, mở rộng sản xuất năng lượng của Mỹ để giảm doanh thu dầu khí của Moscow, cung cấp cho Ukraine một quỹ cho vay cho thuê trị giá 500 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí. Ngoài ra, theo kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Orbán đề xuất, chính quyền ông Trump tương lai nên cho phép Ukraine sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Nga. Theo ông Pompeo, cách tiếp cận này sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh châu Âu, cũng như buộc phải đồng ý với phi quân sự hóa bán đảo Crimea. Nếu Nga đồng ý với các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dần dỡ trừng phạt. Chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khi Ukraine hoàn tất gia nhập NATO và EU. Ông Trump và phía Nga đều chưa lên tiếng về kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất. Kế hoạch hòa bình cho Ukraine nói trên mâu thuẫn với hầu hết những gì ông Trump đã nói về cuộc xung đột cho đến nay. Cựu Tổng thống đã nhiều lần hứa sẽ đưa ra một kết thúc hòa bình hơn cho cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Ông Trump mô tả Nga là một cỗ máy chiến tranh không thể bị quân đội Ukraine đánh bại. Tiếp đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine, ông Zelensky hôm 19 tháng 7, cựu Tổng thống tuyên bố rằng cả hai bên, Nga, Ukraine, sẽ có thể đến gần với nhau đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Ông Trump chưa bao giờ tiết lộ cách ông sẽ khiến cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Chia sẻ hồi năm ngoái, cựu Tổng thống Trump nói rằng, nếu tôi nói hết mọi thứ lúc này, tôi sẽ mất tất cả quân cờ để đàm phán.